Không được phó thác cuộc sống cho người khác nếu không ta đã phí hoài đi vốn quý nhất của mình. Vĩnh viễn không được phó thác hy vọng cuộc sống vào bất kỳ một người nào khác, bất kể họ là ai, bất kể hiện tại tốt với bạn như thế nào. Bạn vẫn phải có đủ sức mạnh, mạnh mẽ đến mức có thể độc lập đối diện với hết thảy thách thức trong cuộc đời. 1. Không được phó thác cuộc sống cho người khác. Có những người may mắn sinh ra trong gia đình sung túc, có của ăn, của để nên có tâm lý ỷ lại, chỉ suốt ngày tiêu pha tiền bạc. Ví dụ điển hình là Vương Tư Thông, con trai duy nhất của tỷ phú Trung Quốc Vương Kiện Lâm đang có khoản nợ 2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 286 triệu đô la Mỹ vì thói ăn chơi vô độ của mình. Vương Tư Thông nổi lên trên mạng xã hội ở Trung Quốc vào năm 2015 sau khi mua hai chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch bằng vàng giá 17.000 đô la Mỹ mỗi chiếc cho chó cưng. Cuộc sống chỉ dựa vào tiền của bố mẹ, của người khác có gì là vui ngoài việc bị chỉ trích chứ không phải là ngưỡng mộ từ mọi người như họ vẫn tưởng. Chính chúng ta cũng vậy. Có được sinh ra trong gia đình như thế nào cũng nên có ý thức tự lập từ sớm. Dẫu cho bố mẹ châu Á với tâm lý chung là luôn muốn bao bọc, bảo vệ con nhưng ở mãi trong vòng tay của họ thì dù bao nhiêu tuổi bạn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Nếu chỉ dựa vào ai đó cũng là khi bạn giao phó cuộc đời của mình vào tay họ. Trong khi cha mẹ mỗi ngày một già đi, ai có thể lo cho bạn cả đời, đừng để họ ở tuổi xế chiều còn phải chất bóp từng đồng lương hưu để nuôi bạn. Cuộc đời này vui sướng nhất vẫn là được tiêu đồng tiền mình tự làm ra vì trong quá trình đó mình cũng đã cùng chịu thăng, trầm với nó, lúc đó ta mới thấy quý từng đồng một. Món đồ ta mua được từ số tiền đó cũng quý hơn là tiền người khác cho ta. Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao. 2. So sánh mình với người khác chi cho thêm khổ tâm. Biết đủ là gia tài lớn nhất đừng để đến khi hấp hối mới nhận ra thì quá muộn vì khi chết đi tài sản có cách xù cỡ nào cũng không thể mang theo được cuối cùng người giàu kẻ nghèo cũng chỉ là một nắm cho tàn mà thôi. Biết đủ thường nhiều khi con người cảm thấy không hạnh phúc chính là vì không hài lòng thỏa mãn. Dục vọng làm xung động những chấp trước ẩn sâu trong tâm mỗi người. Từ khi con người đến với thế giới này, không giờ phút nào ngừng truy cầu để thỏa mãn dục vọng của mình. Nhiều khi chúng ta đã có được cái mình muốn, nhưng thấy người khác còn có cái tốt hơn thì lại bắt đầu trở nên thất vọng. Người thì oan trách cuộc sống của mình không được tươi đẹp rực rỡ như người khác. Có người oán trách chồng mình không tài giỏi, không biết quan tâm như chồng người khác. Có người oán trách con mình không nghe lời hiểu biết như con người khác. Nếu một mặt lúc nào cũng hâm mộ những gì mà người khác có, mặt khác lại oán trách những gì mình có, thế thì cả cuộc đời này vĩnh viễn chẳng thể có được niềm vui. Lòng ham muốn như cái động không đáy, khi dục vọng trở nên sâu vô đáy thì không thể nào lấp đầy, không thể nào thỏa mãn được. Vậy nên, biết đủ mới có thể luôn vui vẻ hâm mộ những gì người khác có không bằng chân quý những gì mình đang có, thân thể mạnh khỏe, gia đình ấm êm, công việc ổn định. Có thể những thứ bạn thấy quá ư là tầm thường bình dị này lại là truy cầu ước mơ của bao kẻ khác. Con người thường nghĩ rất nhiều về quá khứ và tương lai, nhưng lại có thói quen lơ là hiện tại. Kỳ thực, quá khứ đã qua từ lâu rồi, mà tương lai thì chứa đầy những ẩn số chưa biết. Chỉ có hiện tại mới là những thứ bạn thực sự có thể nắm bắt được biết đủ thường vui là để chúng ta giữ tâm thái cho chính, thản nhiên đối mặt với những được mất trong đời, mà không phải để chúng ta vứt bỏ ước mơ, an phận với hiện trạng. Về tương lai, chúng ta sẽ phải nếm trải những đổi thay, trải nghiệm những biến hóa của cuộc sống. Nhất là thời kỳ tuổi trẻ, hết thảy đều chứa đầy những khả năng vô hạn. 3. Chưa đủ tài hoa thì tiếp tục học tập. Ta thường sợ việc tự lực là vì lo lắng mình không làm được tốt, là vì ta quá quan trọng chuyện thắng thua trong khi việc phát triển bản thân mới là điều quan trọng nhất. Cuộc sống là để khai phá, sáng tạo, nếu không nó sẽ biến thành sinh tồn. Có những người không ngừng sáng tạo nên ta mới có ô tô để đi, may bay để di chuyển. Nếu không sẽ chỉ mãi dùng ngựa để phi trên thảo nguyên xanh. Nếu thấy ta chưa đủ tài hoa như người thì xem đó là động lực để tĩnh tâm để tiếp tục học tập. Học tập tất cả những gì có lợi, có thể hỗ trợ cho tương lai của chúng ta, hàm dưỡng văn hóa, kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp, sự nhẫn nại, nghị lực. Tất cả những thứ này đều đáng để chúng ta bỏ thời gian cả đời ra không ngừng học tập, không ngừng rèn luyện. Không có người nào là kẻ mạnh thiên bẩm, cũng không có thành công nào hễ bắt tay vào làm là thành tựu. Đằng sau tất cả những thu hoạch đều là sự kiên trì và nỗ lực mà người khác không biết. Có lẽ đã từng có người phũ phàng nói với bạn rằng cứ nỗ lực làm đi, chắc gì đã có thu hoạch. Hoàn toàn chính xác, dốc sức không nhất định sẽ có thành quả, nhưng nếu không dốc sức thì nhất định sẽ không có thành quả cơ hội có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống quá nhỏ quá nhỏ nếu muốn có tương lai thì trước hết hãy dốc sức nỗ lực